không thể nghĩ bàn, vô giá chân, dụng vô tận. Lợi vật ứng cơ trung bất lận, tam thân tứ trí thể trung viên, bát già lục thông tâm địa ấn, dịch. Châu báu đeo dùng chẳng hết, tùy duyên giải khắp thèm keo kiết. Ba thân bốn trí thể tròn nguyên, tám giải sáu thông tân ấm hiệp. Vô giá chân của báu này là vô giá. Châu báu này chẳng phải là loại có hình tướng như châu báu ở thế gian, chẳng phải là loại đá mấy chục cara hoặc đáng mấy trăm lạng vàng ròng, hay bao nhiêu cân lạng bạc, bấy nhiêu lưu ly pha lê xả cử, xích châu mã não, các loại bảy báu. Của báu vô giá này chính là trí huệ cố hữu của chúng ta, có tên là viên ngọc như ý. Dụng vô tận, của báu này lấy ra thì vô tận, dùng không bao giờ hết, khỏi cần tìm kiếm nó ở đâu, tự chúng ta đã sẵn có nó một cách trọn vẹn. Lợi ứng cơ chung bất lận, lợi vật là lợi ích hết thảy mọi chúng sanh. Ứng cơ là tùy cơ mà giáo hóa, tùy người mà nói pháp, tùy bệnh mà cho thuốc, tất cả đều đúng chỗ. Chung bất lận là không giống như kiểu cách bòn sẻn chặt chịa của loại người biển lận. Tam thân tứ trí thể trung viên, nếu được của báu vô giá thì sẽ có ba thân. Pháp thân tức là tỷ lô giá na Phật, trùm khắp pháp giới. Báo thân tức là lô xá na Phật, quang minh thanh tịnh. Hóa thân tức là ngàn vạn ức hóa thân, Phật Ta Mâu Ni. Trong tự tánh của chúng ta cũng có đủ ba thân này, giống như của Phật không sai khác. Tứ trí cũng vậy, nếu được của báu vô giá thì chúng ta cũng có tứ trí như Phật. Thứ nhất là đại viên kính trí, tức là thức thứ 8 hay A Lại Gia. Khi các chủng tử trong thức này đã hoàn toàn thanh tịnh, không còn bị nhiễm ô, trí huệ hiện ra sáng chói như một tấm kính lớn tròn, chiếu khắp mọi vật, thấu suốt mọi pháp, hữu vi cũng như vô vi, không hề bị trở ngại. Thứ đến là diệu quan sát trí. Chúng ta ai cũng có trí quan sát, nhưng nó không mầu nhiệm, chỉ biết được những vật có hình tướng, còn những vật vô hình, vô tướng, hay những sự việc trong quá khứ hay vị lai, thì không thể biết được. Có được loại trí huệ này thì bất luận muốn biết chuyện đã qua, chuyện xảy ra trong hiện tại hay trong tương lai, chỉ cần quan sát là biết liền. Thứ ba là bình đẳng trí. Thể nghiệm được loại trí huệ này là khi tự mình cảm thấy ta và vạn sự vạn vật chỉ là một thể. Lúc đó không còn ý niệm đối đãi giữa ta và những gì không phải ta. Tất cả hữu tình và vô tình đều viên trùng trí. Tại thánh chẳng tăng, tại phàm chẳng giảm, không thiếu không dư, hoàn toàn bình đẳng. Thứ tư là thành sở tác trí. Trí huệ này khiến cho năm thức thuộc mắt tai mũi lưỡi thân có công năng hóa độ rộng lớn, lợi ích cho các chúng sanh. Bát giải lục thông tâm địa ấn. Của báu vô giá gồm đủ tam thân tứ trí, bát giải thoát, ngũ nhãn lục thông. Tâm địa ấn nghĩa là của báu vô giá chính là pháp môn tâm địa của chúng ta. Một cái ấn quý trong tâm, và trong ấn này chứa chất công năng của tam thân tứ trí, bát giải và lục thông. Quý vị phải ghi nhớ rằng của báu vô giá là vật sở hữu của mỗi người chúng ta. Chúng ta phải giữ gìn chớ để thất thoát. Thất thoát ra sao? Quý vị tham tiền tài, của báu vô giá đó sẽ mất. Quý vị tham sắc, nó cũng sẽ mất. Tham danh, tham ăn, tham ngủ, tức là quý vị đã lãng phí của báu vô giá của quý vị. Còn như quý vị muốn giữ nó thì quý vị phải nghiêm chỉnh, nhìn nhận rõ ràng từng bước dáng tu tập. Chớ ham đi cho mau, ham đi lối tắt, ham vượt bậc mà phải y chiếu các pháp môn Phật dạy mà tu tập. Không thể tự dối mình để ngày sau lừa dối thế gian. Quý vị nên biết rằng dối người tức là dối mình, mà dối mình tức là dối người khác. Cho nên chúng ta chớ để trong lòng những điều quanh co, phàm là tu hành hay làm bất cứ chuyện gì cũng luôn luôn thành thực. Như vậy thì nhất định sẽ có tam thân tứ trí, bát giải, lục thông. Thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liễu, trung hạ đa đa bất tín, đàn tự hoài trung giải cấu y, thủy năng hướng ngoại khoa tinh tấn, dịch. Bậc cao một quyết là song hẳn, kẻ thấp càng nghe lại lắm ngờ, hay vứt trong lòng manh áo bẩn, xá gì tinh tấn hướng ngoại khoe. Thượng sĩ nhất quyết, nhất thiết liễu. Thượng sĩ là những bậc thuộc loại thượng đẳng, loại thượng căn có trí huệ sắc bén. Kiếp trước đã dày công tu trì nên rất thông minh. Đây là trí thông minh chân thực, không phải thứ thông minh của thế gian. Thông minh của thế gian là sự lanh lợi biện bác. Những loại người này hết sức thông minh, nhưng cũng vì thông minh mà gây lầm lỗi. Và chính sự thông minh đã giúp họ làm những việc hồ đồ. Những người đó không gọi là thượng sĩ. Thượng sĩ chính là vô thượng sĩ, chính là các vị Bồ Tát theo nguyện lực mà trở lại thế gian. Do đó họ là những bậc nhất văn thiên ngọ, một lần nghe ngàn lần khai ngộ.
Đạo lý chỉ nghe qua là tức khắc lãnh hội, hết thảy đều minh bạch. Do đó mới nói thượng sĩ nhất quyết, họ không giống như loại người nhu nhược quả đoán, bởi lề lối của họ là quyết đoán, hiểu đạo lý tới tận cùng, cho nên đối với hết thảy mọi sự họ đều thấu đáo. Có thể ví như mặt gương trong soi các vật thể, có vật liền soi, không vật thì vắng lặng. Trung hạ đa văn đa bất tín, có bổn ghi là đa nghi thay vì đa văn. Thật ra ý nghĩa không khác nhau, tức là đọc thật nhiều sách mà lòng vẫn hoài nghi, vì không nhận thức ý nghĩa cho rõ ràng nên không khởi được tín tâm, cho nên nói văn đa bất tín, nghe nhiều mà chẳng tin gì hết. Thí dụ như nghe kinh chẳng hạn, có người thường không được nghe kinh, đến khi ngẫu nhiên được nghe liền thấy đạo lý sáng tỏ muộn một. Nhưng nếu ngày ngày nghe kinh, quen tai chẳng thấy gì đặc biệt, nên không chịu dụng tâm chú ý lắng nghe, có khi vừa nghe đã ngủ gục. Bởi vậy, cần phải để hết tinh thần để chú ý nghe kinh. Đa văn đa bất tín cũng nghĩa là nghe nhiều lần mà không tin. Ngẫu thì nghe một lần mà ấn tượng sâu đậm. Đàn tài trung giải cấu y, việc tu hành cũng giặt bộ quần áo dơ bẩn đang khoác trên mình. Thủy năng hướng ngoại và tinh tấn, tu không phải như người đi ra ngoài giao bán hàng hóa để quảng cáo việc tu hành của mình. Nào mình đã khai ngộ, nào tôi đã từng bế quan, đóng cửa tĩnh tu. Công phu của tôi như này, tôi đã lại kinh này, đã chỉ chú kia, đâu đâu cũng chỉ nói về mình. Vậy tức là hướng ngoại và tinh tấn. Tu đạo có thể ví như mình giặt quần áo chính mình, mang quần áo dơ bẩn ra giặt cho có vậy thôi. Hà cớ gì ta giặt quần áo của ta lại khoe với mọi người rằng bộ quần áo này giặt là sạch, chẳng có ai lại khoe giỏi hay kiểu đó. Người ta nghe xong nhất định sẽ cho là quý vị phát cuồng phát dại, nếu không sao lại ăn nói điên khủng như vậy. Tu hành khoe khoang trước mọi người thì cũng giống như thế, hoặc giả chúng ta làm được chút xíu công đức rồi lan truyền ra ngoài cũng là hướng khoa tinh tấn. Tu đạo thực sự là thời thời cần phất thức, mặc sử nhận ai, tức là ngày ngày ta phải gương của chính mình ra lau chùi cho sạch sẽ. Tấm gương của ta là gì? Đó chính là Phật tánh sẵn có của chúng ta, giống như một tấm gương lớn tròn và cũng là nguồn sáng trí huệ của chính chúng ta vậy. Tổng tha bám, nhiệm tha phi, bà hòa, thiêu thiên đổ tự bị, ngã văn cáp tự ẩm cam lồ, tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Dịch: mặc ai biếm, mặc ai dèm, châm lửa đốt trời nhập xác thêm, ta nghe như uống cam lồ vậy, tan hết vào trong chẳng nghĩ bàn. Tòng tha bán, nhiệm tha phi, tòng là tùy theo, tha là người khác, bán là hủy bán nói xấu, nhiệm là phó mặc, phi là dèm pha một cách không tránh đáng, cũng dùng nghĩa với hủy bán. Câu này nghĩa là mặc người ta hủy bán, mặc người ta muốn phê bình sao cũng được. Mọi người cứ tùy tiện nói xấu ta hay bảo ta sai, ta cũng mặc họ. Bà hòa thiêu thiên đổ tự bị, mang mồi lửa đốt trời, đốt cách nào cũng không thấu trời. Chỉ tự chuốc lấy sự mỏi mệt, mình thì hứng lấy cho bụi, có khi mang họa lửa vào thân. Đó là ý của hai câu: tòng tha bám, nhiệm tha phi, bảo hỏa thiêu thiên đồ tự bị. Bỗng nhiên vô duyên vô cớ có người đến gây sự với ta, nói xấu ta, đổ tội lên đầu ta. Rõ ràng là ta chẳng làm điều gì mà người ta nhất định bảo chính ta đã gây ra. Ta luôn luôn giữ đúng quy củ, đại khái họ mang những chuyện không đâu, chẳng liên hệ gì với ta để nói xấu ta. Phải chi điều họ nói là đúng thì không nói làm gì, đó chẳng phải là nói xấu mà là công đạo. Đằng này họ nói một cách vô lý, chẳng cho ta có dịp để giải thích, mà cứ một mực hủy báng ta như vậy. Lúc đó chúng ta nên mặc kệ họ, mặc họ nói xấu, mặc họ dèm pha, họ muốn nói gì thì họ nói. Vô duyên vô cớ hủy báng như thế cũng giống như người cầm mồi lửa đốt trời, cuối cùng chỉ kẻ đó chuốc lấy sự mỏi tay, tự mình làm khổ mình. Ngã văn cáp tự ẩm cam lồ, khi nghe những người chỉ trích rằng ta không đúng, nói xấu ta, vô duyên vô cớ vu oan cho ta, đại khái những điều tiếng như thế, ta nghe xong cảm thấy như được uống nước cam lồ, hay uống những vị ngọt ngào như đường, như mật. Tiêu dung đốn nhập bất tư nghị, đốn nhập bất tư nghị là lập tức có ngay một sức mạnh giải thoát chẳng thể nghĩ bàn, một công phu làm cho tâm không động, chuyện vừa ý nghịch ý cũng lãnh thọ dễ dàng. Hay hay giờ chẳng động tâm, bất cứ là hủy báng hay khen ngợi, trong lòng vẫn bình thường chẳng nao núng. Đó chính là tự ẩm cam lồ, chính là tiêu dung đốn nhập bất tư nghị. Quán ác ngôn thị công đức, thử tắc thành ngô thiện tri thức, bất nhân san bán khởi quán thân, hà biểu vô sanh từ nhẫn lực. Dịch: xét lời ác ấy công đức, đó mới chính là thầy ta thực.
chớ vì bám bổ khởi oán thân, sao tỏ vô sanh, nêu nhẫn lực. Quán ác ngôn, quán là quán sát, là nhìn nghe, cũng cùng nghĩa như chữ thính là nghe. Nhưng tại sao ở đây không dùng chữ thính, thính ác ngôn, mà lại nói là quán ác ngôn? Quán là hồi quang phản chiếu, quay ngược lại mà quán tự tánh. Cầu phản cầu chư kỷ, cũng cùng nghĩa như công phu hồi quang phản chiếu. Gặp người nói với ta bằng ác ngôn, ta nên hồi quang phản chiếu, lấy diệu quan sát trí để quan sát. Quan sát như vậy chính là diệu quán, là cách phân tích. Khi chứng được thánh quả thì sẽ có bốn trí. Khi chưa chứng thì bốn trí đó có chăng? Cũng có, nhưng có sơ sơ, chưa đến chỗ rốt ráo. Ai cũng đều có một chút diệu quan sát trí, cũng biết quán, cũng có quán lực. Và khi quán rồi thì sát. Sát cái gì, quán cái gì, tức là quán sát ác ngôn. Có bốn thứ ác thuộc về lời nói. Nói theo giật, nói dối, ác khẩu, nói lưỡi hai chiều. Ác ngôn chính là ác khẩu, tức là buông ra những lời vô lễ, không hợp lý, vô cớ gây sự. Thị công đức, chúng ta nên nghĩ rằng những lời đó chính là các chất béo, các sinh tố, các chất bổ dưỡng rất tốt cho cơ thể chúng ta. Chúng ta đương thiếu chất sinh tố, nay có người mắng ta, chính họ là họ cho ta sinh tố. Ta vốn chẳng có công đức gì, nay được nghe người chửi mắng ta, tức là người cho ta công đức. Phước báo ta không có, nay có người mắng ta, đó là phước báo. Thí dụ như quý vị tin Phật, tức là quý vị đã có chút công đức rồi, nhưng quý vị cũng còn phải qua sự thử thách mới biết được. Cho nên có câu nói, nhất thiết thị khảo nghiệm, khán nhĩ trầm ma biện, địch diện nhược bất thức, tu tái tòng đầu lai. Câu trên nghĩa là hết thảy đều là sự thử thách, coi quý vị xử sự ra sao. Gặp thử thách mà quý vị xử sự không đúng thì quý vị phải tập lại từ đầu. Nếu quả quý vị nghĩ được như vậy, tức là theo được câu quán ác ngôn thì công đức. Thử tắc thành ngô thiện tri thức. Người nào dùng lời ác nói với ta, ta cho rằng đó là điều hay cho ta. Như vậy là họ đã giúp ta, họ chính là vì thiện tri thức của ta vậy. Ta tu đạo mà chẳng thành tựu, có người giúp ta thành tựu, ta làm công đức mà không thành tựu, có người giúp ta thành tựu công đức. Ta cầu mà không mãn nguyện, có người tác thành cho ta, giúp ta mãn nguyện. Nhân san báng khởi oán thân, chẳng vì người nói xấu và chê cười ta mà ta sanh lòng oán hận. Đối với những lời gièm pha nói xấu, ta chẳng hề có chút gì gọi là tức giận, gọi là buồn bực, gọi là oán ghét, mà ngược lại ta còn đem lòng biết ơn. Ta giữ lòng bình đẳng, không oán, không thân, bởi vì ta đủ sức tử bi nhẫn nhục, không tham sân si. Ba thứ độc này, ta ghét người mắng ta không oán, không ghét, cũng không sanh tâm hoan hỉ. Đó chính là tâm bình đẳng, giống như nghe mà chẳng nghe. Hà biểu vô sanh tử nhẫn lực. Nếu như chẳng đạt tới trình độ này, thì làm sao biểu hiện nổi vô sanh pháp nhẫn, cũng như lòng từ bi nhẫn nại. Do đó, chúng ta phải làm thế nào để khi gặp cảnh nghịch mà coi như cảnh thuận, để tìm thấy cái hay trong cái dở, để đối với kẻ thù địch mà có độ hòa giải, không đối đầu, không mang trong lòng ý nghĩ, cừu hận. Nếu hiểu được đạo lý đó mới gọi là hiểu Phật Pháp một cách chân thánh. Tông diệt thông, thuyết diệt thông, định huệ viên minh bất kệ không, phi đàn ngã kim độc đạt liễu, hằng xa chư Phật thể giai đồng. Dịch: tông cũng thông, thuyết cũng thông, định huệ sáng tròn chẳng trẻ không, nào phải mình ta riêng đạt đấy, hằng xa chư Phật thể trung đồng. Tông diệt thông, thuyết diệt thông, nói về tông thì nguyên tại Trung Hoa có 5 tông phái Phật giáo lớn: Thiền giáo, Luật, Tịnh, Mật. Chữ tông ở đây là nói về tông thiền, bởi đại sư chú trọng về tông này. Thông nghĩa thông suốt, thuyết là thuyết giảng, đây chỉ về giáo tông. Định huệ viên minh bất trệ không, do giới luật mà có định huệ, phải trì giới mới có định mới có huệ. Viên nghĩa là viên dung không bị chướng ngại, minh là sáng, là soi sáng nơi, trệ là trì trệ, không là hư không, cũng có nghĩa là chân không. Phi đàn ngã kim độc đạt liễu, không phải chỉ có một mình ta là thông suốt được cấp đó. Hằng xa chư Phật thể giai đồng, chư Phật kiểu như số cát sông Hằng đều cùng một bản thể. Cớ sao nói tông là thiền tông và thuyết là giáo tông? Đại sư Vĩnh Gia là hàng pháp tượng của thiền tông, cho nên bất cứ một lời nào của ngài cũng thuộc phạm vi thiền tông. Tông diệt thông, tức là đối với thiền tông ngài đã thông hiểu thông suốt, không còn một chướng ngại nào. Thuyết diệt thông, tức là đối với giảng kinh thuyết pháp ngài cũng thông suốt, không chướng ngại.
Trong thiền tông có người phê bình giáo tông là không đúng, cũng có người thuộc giáo tông chỉ trích thiền, đúng như lời Hàn Dũ nói, nhập giả chủ chi, xuất giả nô chi, nhập giả phụ chi, xuất giả vu chi. Tại sao lại có sự trạng nhập chủ xuất nô, nhập phụ xuất vu như vậy? Nguyên do vì người ta chẳng thông, thiền không thông, giáo cũng không thông, chưa tới chỗ viên dung vô ngại, hóa cho nên thấy mình là đúng, còn người thì sai. Căn bệnh này sanh ra lỗi nhận thức, nhập chủ xuất nô. Vì ưa thích tông của mình cho nên nó là đúng, không thích tông kia bèn cho nó là sai. Vì cố chấp thiên kiến nên chỉ trích sai lầm, dẫn tới sự phê bình cả Phật Pháp, một Pháp diệu màu vô thượng. Bởi vậy mới có câu, tác tại tâm, ương tại thân, bất tu oán tố, cánh viu nhân, dục đắc bất chiêu vô gián nghiệp, mạc báng Như Lai tránh pháp luân. Dịch, tại tâm làm, tại thân chịu, đừng có kêu oan chớ trách người, muốn khỏi nghiệp vương muôn kiếp lụy, vành xe tránh pháp chớ chê cười. Bởi chứng chưa đạt tới trình độ viên thông vô ngại, tông chưa thông, giáo cũng chưa thông, nên mới có chấp vào thiên kiến của mình và buông lời chỉ trích giáo lý mà Phật đã để lại. Những loại người này thật là đáng thương, họ đã bán Phật, bán Pháp, bán Tăng để phải đọa vào địa ngục, tới lúc đọa mà vẫn không hay biết. Quý vị thấy như vậy có phải là đáng thương không? Tông cũng thông, giáo cũng thông, tại sao nói như vậy? Bởi vì định huệ đều viên minh, định đầy đủ, huệ đầy đủ. Như thế nào mới có định huệ viên minh? Chính là do chỉ giới. Bởi vậy người tu hành nếu không chỉ giới cũng giống như thức ăn ngon mà trộn lẫn phân của súc vật, chẳng ai ham, thậm chí còn bịt mũi xa lánh. Không chỉ giới lại cũng có thể ví như lấy cát để nấu thành cơm ăn vậy. Cho nên người tu đạo tất phải chú trọng vấn đề chỉ giới, kẻo đi tới chỗ lừa người lừa mình, dối người dối mình. Dối mình thì không thể định huệ viên minh, dối người thì làm cho mọi người mất lòng tin. Từ đó định huệ viên minh chẳng trệ không. Trệ không là ngừng nghỉ ở chỗ không, dừng bước lại không tiến nữa. Vậy thì có thoái chăng? Cũng không thoái, đó là trạng thái bồi hồi dừng chân ở giữa đường, gọi là trệ không, chính là tới một chỗ như một điểm không, rồi không tiến nữa, dừng lại nơi chỗ không đó. Về hai câu phi đản ngã kim, đại sư Vĩnh Gia nói rằng chẳng phải chỉ một mình ngài thể hội được đạo lý này, mà hằng hà sa số chư Phật cũng từ cơ sở này mà chứng quả, chứng được pháp thân Phật. Căn cứ mấy câu này trong bài ca, tuy không có lời nào đề cập tới việc trì giới, nhưng thực sự giới luật đã nằm trong hai chữ định huệ. Nếu quý vị không thực sự trì giới, quý vị sẽ không thể có định lực, mà không có định lực tức không có huệ lực. Bởi vậy trong Phật Pháp không nên trộn lẫn các thứ hỗn tạp. Như vậy có khác gì mắt bị mờ vì cát bụi? Chúng ta nhất định phải công hành một cách thực tiễn, chớ không phải chỉ nói thiền ở cửa miệng. Sư tử hống vô ý thuyết, bách thú văn chi giai não liệt, hương tượng bôn ba, thất khước uy, thiên long tịch thính sanh hân duyệt. Dịch, sư tử hống thuyết vô ý, trăm thú nghe qua xé óc tủy, hương tượng chạy dài hết liệt uy, thiên long lặng ngóng lòng hoan hỉ. Sư tử hống vô ý thuyết, sư tử là vua trong loài thú. Phật thuyết pháp ví như tiếng giống của sư tử, không hề kiêng sợ bất cứ cái gì. Một khi thuyết pháp thì bách thú văn chi giai não liệt, các giống chim muông thú vật tiếng giống đều hãi sợ đến nát óc tủy. Hương tượng bôn ba thất khước uy, voi là loài to lớn nhất trong loài thú, bệ vệ oai phong, vậy mà khi nghe tiếng giống của sư tử cũng hồn phi phách tán, sợ hãi kinh hoàng, chẳng còn oai phong gì nữa. Thiên long tịch thính sanh hân duyệt, chỉ có 8 bộ thiên long lặng lẽ nghe sư tử giống mà khởi tâm hoan hỉ. Đại ý chỗ này muốn nói rằng pháp Phật như tiếng giống của sư tử, còn muông thú thì ví như cái gì vậy? Muông thú chính là nói về số bằng môn tà đạo, tà thuyết dị đoan, các loại tà giáo đó, cũng như loài muông thú. Khi nghe tiếng giống của sư tử thì mất mật kinh hồn, đến nỗi té vãi đại tiểu tiện ra, quýnh không biết xử sự ra sao. Số thiền mà ngoại đạo, khi nghe tới chánh pháp thì trong lòng hốt hoảng bất an. Hương tượng có thể ví như lãnh tụ của ngoại đạo, và trong trường hợp này cũng mất hết thần thông, mất cả trí huệ, mất cả uy tín đối với các đồ chúng. Cho nên nói, hương tượng chạy dài hết liệt uy. Đối với thiên long bát bộ, các vị thiện thần hộ pháp trên 10 phương chư Phật và Bồ Tát thì lại hết sức hoan hỉ, hăng hái, tán thán. Cho nên chúng ta là những người tin Phật,
không nên lui tới tham gia cùng số ngoại đạo. Những lời tà thuyết dị đoan đều là những thứ mê hoặc, khuyên dụ người ta sanh tâm tranh đua, tham lam, mong cầu cho quyền lợi ích kỷ, suốt ngày chỉ toàn là những chuyện dối mị thị phi. Du Giang Hải thiệp sơn xuyên, tầm sư phỏng đạo vị tham thiền, tự tòng nhận đắc tào khê lộ, liễu chi sanh tử bất tương quan. Dịch: chơi cả dạo rừng thiêm, tìm thầy hỏi lấy đạo tham thiền, từ ngày rõ nẻo tào khê ấy, mới hay sống chết chẳng tương can. Du Giang Hải thiệp sơn xuyên, đây là nói ngày xưa các vị đại đức cao tăng thường đi hành cước để hỏi đạo. Họ chẳng quản ngại núi cao sông lớn, đường xa diệu vợi, nhất tâm đi cầu thầy hỏi bạn, đi khắp mọi nơi tham vấn các thiện tri thức. Nơi ở các vị này thì chẳng ai muốn tới, vì đó là những chỗ thâm sơn cùng cốc hoặc những hang động trong núi. Họ là những người không bỏ gốc tìm ngọn, bỏ gần mà cầu xa. Họ không cầu gì ở thế gian, không có gì còn ham muốn trong cuộc sống xã hội, không có điều gì tranh đua với nhân thế. Họ ưa ở nơi hoang dã, lên cao nhìn xa, lấy bóng cây rậm rạp để qua ngày, lấy nước suối trong để tắm rửa, sống nơi rừng sâu hốc núi. Họ không thấy có chướng ngại, chẳng có gì trói buộc, không người không ta, không phải không trái, chỉ còn dốc một lòng tu đạo. Bởi vậy quý vị thấy, nếu muốn gặp các thiện tri thức đó thì ắt phải khổ cạn lội đường xa. Cho nên có câu trong bài ca Du Giang Hải thiệp sơn xuyên: tầm sư phỏng đạo vị tham thiền. Đây là nói đại sư tìm hỏi đạo nơi các vị thiện tri thức, các binh sư, các bạn đạo, nên đi khắp nơi hành cước. Hành cước chẳng phải là đắp máy bay, ngồi xe lửa, xe ca, xe hơi, cũng không phải cưỡi xe đạp, mà là đi bộ. Có người nói đi như vậy là ngốc, ngốc nhưng đại sư là người khai ngộ, còn mọi người thì thông minh nhưng tới nay vẫn còn trong vòng si mê. Cho nên thiền mà ngài tìm thầy học đạo, pháp môn tham thiền đòi hỏi một sự dụng công. Đào giếng chẳng phải cứ đào lên là có nước ngay, cũng như vậy chẳng phải một bước là tới ngay được Tây Phương Cực Lạc, chẳng phải tu hành một phút là thành Phật ngay. Phải tham, tham là phải chuyên tâm nghiên cứu, không nghĩ vẩn vơ, phải chuyên nhất, tỉ như gà ấp trứng, ngày ngày ấp ủ, giữ sao cho trứng được ấm áp, đến ngày đến giờ thì trứng sẽ nở con. Tham thiền là như vậy đó, cũng như rồng nuôi ngọc, một niệm không rời, không một khắc nào ngưng nghỉ, như mèo rình chuột, chờ chuột xuất hiện, chuột không ra thì thôi, nếu ló đầu là bị mèo vồ chạy không kịp. Tham thiền mà được kiên nhẫn như vậy, tự nhiên sẽ có ngày khai ngộ. Cho nên có câu kiểu tọa hữu thiền, tức là ngồi lâu thì tự nhiên sẽ có tĩnh lự. Chữ thiền nguyên là tiếng Phạn, dịch là tịnh lự, tức là các sự suy tư nghĩ ngợi ngưng lại, khiến cho tâm biến thành tĩnh lặng. Tự tòng nhận đắc tào khê lộ, nghĩa là từ ngày theo pháp môn của tào khê, liễu tranh tử bất tương quan, liền hiểu thấu mọi pháp là chẳng sanh chẳng diệt, chuyện sanh tử chẳng đặt thành vấn đề gì nữa.